Xin kính chào quý vị khán giả. Có lẽ cái tên VinFast đã không còn xa lạ gì đối với người tiêu dùng Việt Nam. Giải sản phẩm của VinFast cũng rất đa dạng, từ VF34, VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9. Và ngay sau lưng tôi đây là VF7 Hỏa Long độc bản, phiên bản đặc biệt được lấy cảm hứng từ loài rồng, con giáp tượng trưng cho năm 2024, năm Giáp Thìn. Phiên bản này được bán trên thị trường chỉ có 68 chiếc. Và đây cũng là phiên bản lập kỷ lục sold out nhanh nhất Việt Nam, khi chỉ trong 22 phút đã bán hết toàn bộ 68 chiếc này. Về cơ bản thì VF7 Hỏa Long độc bản lấy nền tảng từ VF7 Plus với một số chi tiết nâng cấp. Và người sẽ cùng đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu anh Phan Minh Long, một người đã có rất nhiều trải nghiệm với các dòng xe, cả xe điện và xe động cơ đốt trong. Vâng, kính chào quý vị của Đài Hà Nội. Ngày hôm nay thì tôi cũng như là chị Trà My sẽ cùng với cả toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng xem qua cái gì chúng ta trải nghiệm với sản phẩm VF7 bản Hỏa Long độc bản ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ bên ngoài xe đi. Nhìn được, có vẻ bên ngoài xe thì thiết kế khá là mềm mại. Với cái bản Hỏa Long độc bản này thì có thể như chị My đã thấy thì toàn bộ cái phần cản trước này nó có rất nhiều các chi tiết là màu vàng đồng, và cũng như là cái logo của thương hiệu luôn. Không chỉ là cản trước và cản sau đâu, mà chúng ta có thể nhìn thấy ở cái bản la răng 20 inch này thì những tất cả những cái họa tiết của cái la răng này để tạo hiệu ứng thể thao hơn, nhưng vẫn được trang bị đó là cái màu sơn, màu vàng đồng, để mà đặc trưng của cái bản này luôn. Đây là một tấm phản quang. Ở cái thị trường Mỹ ấy, thì xe sẽ thường là có một tấm phản quang, có thể là sẽ đặt ở trên phần của tai hông trên hốc lốp, hoặc có thể nằm ngay trong đèn. Thì cái này đó là đặc điểm đặc thù của những cái xe của thị trường Mỹ. Thì với xe thị trường Mỹ, cái tấm phản quang này nó có tác dụng để làm gì? Nó xác định đâu là đầu xe và đâu là đuôi xe. Nhìn các đường nét trên thân xe thì cũng vừa mềm mại mà vừa có cảm giác thể thao. Thì với cái tổng thể của xe này, chị My có thể nhìn thấy là đặc thù của xe điện là gì? Là mũi xe sẽ ngắn. Đúng rồi, mũi xe ngắn. Như vậy thì cái không gian trong xe sẽ được rộng hơn, tối ưu hơn. Và cái vấn đề là chúng ta nhìn thấy là cái nắp capo này này, nó vát xuống nhọn hơn, thì tạo cảm giác là khí động học cho xe tốt hơn, cái tính khí động học tốt hơn. Và đi theo kèm theo đó thì có thể nhìn ở vào phần cánh cửa ấy. Mình hoàn toàn thấy là cái phần tay nắm cửa nó cũng là tay nắm cửa ẩn. Nó giống cái bản VF9. Giống VF9 mà Tesla tay nắm cửa ẩn. Thực ra tay nắm cửa ẩn thì cũng rất nhiều hãng làm, như kiểu là Land Rover hay là EQS của Mercedes-Benz cũng làm cái tay cửa ẩn như thế này. Nhưng mà với cái tay cửa ẩn như thế này mà với người nào mà chưa quen thì có thể nó sẽ hơi khó khăn một tí đấy. Thực ra là thì đúng. Tôi thấy như kiểu phụ nữ chẳng hạn nhá, mà cầm đồ thì với việc mà xách đồ như thế mà cầm tay nắm cửa, mở cửa bằng tay nắm cửa ẩn này sẽ hơi khó một tí, ví dụ nhé. Đấy, chị My có thể thử luôn. Mình dùng một tay chẳng hạn, mình dùng một tay thì nếu mà có móng tay hoặc là đang xách đồ thì sẽ hơi khó, hơi nặng. Còn nếu phụ nữ, tôi nghĩ có lẽ nên dùng hai tay thì nó sẽ dễ hơn. Vâng. Hai tay thì cảm giác nó sẽ dễ dàng hơn. Cái này thì đánh giá cá nhân cảm quan của Minh Long ấy, thì thực ra cái này cảm giác nó sẽ hơi bất tiện một xíu. Tại vì cái cửa này nó cũng khá là nặng. Đúng rồi. Chứ nó không hề nhẹ một chút nào. Với các hãng xe cao cấp ấy, thì sẽ tối ưu hơn một chút là sẽ có cảm biến hoặc là hệ thống khóa thông minh ấy. Khi đến gần hoặc là chạm vào nó sẽ đẩy ra để chúng ta có thể thao tác dễ dàng hơn. Với cái một cái thiết kế tổng thể của xe như thế này, với phần cản trước của mũi xe được hướng xuống dưới và tay nắm cửa ẩn, thì cái tính khí động học của xe cũng sẽ được nâng cao hơn. Nhưng mà cũng có một điều lạ, đây là một trong những cái điểm cộng rất là lớn, nhưng mà tại sao Minh Long không thấy rằng là bên phía nhà sản xuất, là bên VinFast công bố xem là cái điểm, cái khí động học của nó là bao nhiêu? Mình nói về cái cổng sạc đi. Thì với xe VF7 Hỏa Long độc bản thì về cổng sạc thì cũng tương tự như các dòng xe khác của VinFast. Thực ra là mình có thể thấy ở đây là cái sạc đây. Mọi người có thể nhìn đây là cổng sạc. Với đây là cái sạc mà chuẩn là CCS2 của châu Âu. Thì với cái chuẩn sạc này nó sẽ có chuẩn sạc AC và chuẩn sạc
DC. Thì với cái sản phẩm AC là sạc trung bình ấy, sạc thường, còn sạc DC sẽ là sạc nhanh. Thì cái này thì vốn dĩ là xe của VinFast cũng không chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam mà nó sẽ cả thị trường châu Âu nữa, nên rằng là cũng sẽ cùng với cả tất cả các hãng xe thường là sẽ sử dụng cái chuẩn sạc này. Và với cái sạc này thì với cái hệ thống chạm sạc ở Việt Nam đã được phủ khắp nơi thì cũng sẽ dễ dàng sạc, và theo công bố của nhà sản xuất thì để sạc từ 10 đến khoảng 80% thì sẽ mất gần 25 phút, nhưng mà để sạc đầy thì chắc có lẽ đâu đó sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Thực ra là chúng ta có thấy về lý thuyết ấy, chúng ta có thể tính rất là nhanh thôi. Tại vì là cái dung lượng của pin của con VF7 này nó là 75,3 kW. Sạc thường đã được VinFast cung cấp trên thị trường hiện nay nó bao gồm các giải ví dụ như là có thể là 60, 120 hoặc 250. Thì với cái chúng ta có thể tính như vậy thì một cái bài toán rất đơn giản thôi. Pin 75 chúng ta sạc, chúng ta có thể sạc trụ 60 đi cho đơn giản. Như vậy chúng ta sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng một xíu. Nhưng mà hơn 1 tiếng này ấy, thì nó sẽ có một cái rất là hay, đó là gì? Đó là từ 10 cho đến khoảng 70% chúng ta sẽ chỉ sạc mất trong khoảng tổng khoảng 26 phút. Thì với 26 phút này chúng ta hoàn toàn là chúng ta đã đi rồi. Và hai nữa là cái người dùng nữa, cái thói quen của người dùng thì không bao giờ để hết hẳn chúng ta mới sạc. Thường là chúng ta sẽ tiện lúc nào chúng ta sạc ngay lúc đó, hoặc có rơi vào tầm khoảng 10 đến 20% chúng ta đã có thể sạc ngay rồi. Thì với cái dung lượng pin nó thấp và cái nguồn cung cấp của VinFast hiện nay cũng rất là ổn về cái cơ sở hạ tầng ấy, thì sẽ sạc rất là nhanh. Nhìn về tổng thể bên ngoài thì là xe khá rộng, chiều dài khá to, lớn. Khá to. Chiều dài cơ sở của phiên bản này là 2,84m. Đúng rồi. Thì với cái chiều dài là 2,84m ấy, cộng với cả là cái phần đầu xe nó ngắn như thế này. Đấy. Tại vì ngày xưa là động cơ đốt trong á thì nó sẽ dài hơn, tại vì liên quan đến hộp số. Nhưng mà đến bây giờ thì khi sử dụng động cơ điện rồi, như bản xe thân xe VF7 bản này ấy, là được sử dụng hai động cơ điện với công suất là 349 mã lực. Đó, thì với moment xoắn là 500 thì nó bản thân Long thì Long khá là kỳ vọng về cái vấn đề là cái khả năng hoạt động của nó ra làm sao, thì lát nữa mình sẽ thử. Nhưng mà với cái chiều dài của trụ cơ sở là 2,84m thì đương nhiên chắc chắn là cái không gian nội thất sẽ đúng rồi, khá là rộng, khá thoải mái cho người dùng. Nhìn tổng thể bên ngoài thì có thể thấy cái cửa sổ xe. Yeah. Cửa sổ xe sẽ phát từ đằng trước ra đằng sau, nhỏ dần về phía sau, và sau đó đến phần đuôi xe thì lại vuốt ra như cái đuôi cá. Thực ra thì cái thiết kế này ấy, thì là thường là được các mẫu xe có thiên hướng thể thao, mình không nói xe thể thao nha, mình nói các thiên hướng thể thao và có kiểu dáng là hơi light coupe hoặc coupe ấy, thì sẽ có cái cửa sổ, cái khung cửa sổ ấy, sẽ được vuốt ra đằng sau nhỏ dần và cái phần đuôi của xe sẽ được vát xuống. Là mình có thể thấy đây là có hai cái nẹp cũng như là cái tên VF7 luôn, rồi thì logo. Tất cả đều được phủ một lớp sơn màu vàng đồng trên cái nền đen bóng của xe này. Thì thực ra thì nó cái màu vàng đồng này này, mình sẽ hơi liên tưởng một xíu đến cái bản President ngày xưa của Vin cũng sử dụng cái màu này. Bản thân mình ấy, thì mình thích cái màu vàng đồng này, nhưng mà cá nhân mình thì mình không ưng lắm về cái vấn đề nước sơn ấy. Mình không thực sự là nó đã cho chuốt lắm. Xung quanh xe cũng rất nhiều cảm biến. Đúng rồi. Như chị My có thể là phía sau đây, chúng ta có thể nhìn thấy luôn, chúng ta có thể đếm được luôn đó là 6 cảm biến phía sau. Còn phía đằng trước là có 4 cảm biến. Thì toàn bộ hệ thống cảm biến xung quanh xe này nó sẽ hỗ trợ trong lúc vận hành cho người lái rất là nhiều. Camera 360. Vâng, đúng rồi, mọi người có thể nhìn đây camera lên luôn ạ. Mình sẽ mở thử cốp lên nhá. Vâng, chúng ta sẽ mở thử cốp để chúng ta xem. Cốp điện. Chị My có thể là cái không gian ở sau cốp ấy thì thực ra cũng không quá rộng. Chúng ta có thể đủ cho một khoảng tầm 3 cái vali cỡ chung thôi. Nói chung là nó đủ để phù hợp cho một gia đình nhỏ. Ở đuôi xe này thì chị My có thể thấy có một cái chi tiết khá là hay, đó là cái đèn xi nhan. Đèn xi nhan của xe này thì bản chất thì nó vẫn là đèn LED thôi, nhưng mà có một cái thiết kế khá là ngộ. Trông nó giống cái vành tai của mình. Nhìn khá là ngộ nghĩnh. Và một điểm đặc thù nữa không chỉ của Vin đâu mà là phần lớn của tất cả các xe điện trên thị trường hiện nay, đó là giải đèn LED hậu được nối liền với nhau. Và khi mà mình khởi động xe thì cái đèn hai cái giải đèn LED này nó sẽ chạy. Và hai nữa thì nó có một cái khá là hay mà từ những cái line up sản phẩm từ xe xăng của Vin ấy đã có sẵn rồi. Đó chính là cái line này, thì nó tạo nên cái nhận diện thương hiệu khi đi ban ngày cũng như là ban đêm khá là tốt. Bây giờ mình sẽ đi vào trong phía trong xe. Rồi, thì chúng ta vào trong xe nhé, để chúng ta có thể xem được cái không gian nội thất nó như thế nào, cũng như là cái trải nghiệm của chúng ta ngồi trên xe nó ra làm sao. Xe như thế nào. Mời chị My.
vào phía bên trong xe thì ngồi ghế phụ cũng cảm giác khá thoải mái đấy, khá rộng. Vâng, như chúng ta thấy ấy, thì với cá nhân Long thì Long cao 1m76 và cũng khá là nặng. Thì khi ngồi trên này thì trên trần này vẫn còn được khoảng tầm 10cm nữa. Và cái vị trí ngồi thì khá là thoải mái. Thì như chúng ta có thể thấy được là trong cái không gian nội thất này thì toàn bộ cái hệ thống màn hình này, giải trí cộng với cả cái cân số của nó, bây giờ nó chuyển sang như này rất giống với hệ mẫu xe thể thao ấy, đều sẽ hướng về phía mình. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể control tốt hơn. Thì trên VF7 này có một cái điểm khá là lạ, đó là hãng đã loại bỏ toàn bộ cái màn hình điều khiển trung tâm, đúng không? Và thay vào đó là chúng ta cài đặt hub. Hit up display thì đây là một cái chương trình mà hiển thị thông tin trên kính chắn gió phía trước. Và có một cái khá là hay, không biết là mọi người có nhìn ra không, đó là cái vô lăng này, nó bé bé xinh xinh. Đúng rồi, nó bé bé xinh xinh. Và đặc thù nữa, nó đây là do là cái ngoại thất đã hướng đến sự mạnh mẽ cũng như là thể thao rồi, nên là cái vô lăng này không thể nào khác được, đó là vô lăng vắt đáy, vô lăng thể thao, giúp cái người lái, người ta khi chạy thể thao ấy thì sẽ phải thao tác ít hơn và cái mình nhận được về nó nhiều hơn. Đó là gì? Đó là cái vòng của nó đây, mình có thể là thì nó sẽ khoảng hơn 2 vòng một xíu thôi, hai vòng rưỡi. Thì với cái vòng quay của vô lăng ấy thì là nó sẽ nhàn hơn cho người sử dụng khi chúng ta đi trên, đặc biệt là trên đường cao tốc. Là chắc sẽ mất một chút thời gian để làm quen với cái vô lăng nhỏ hơn bình thường. Đúng rồi. Và đặc biệt là những cái xe như kiểu VF7 này ấy, thì nó sẽ thiên hướng thể thao hơn, thì cái vô lăng nhỏ này thì yêu cầu cái người lái ấy, thì sẽ phải cẩn thận hơn một xíu, cái tay lái phải vững hơn một xíu. Đấy, thì để mà điều khiển nó chính xác hơn. Thì trên cái vô lăng này thì chúng ta thấy đây là bọc da, cũng như là toàn bộ hệ thống nội thất đây, chúng ta thấy đây là da. Cá nhân Long thì Long sẽ hơi tiếc một chút, tại vì là không hiểu lý do tại sao lại sử dụng chỉ trắng. Nó hoàn toàn có thể sử dụng một cái màu chỉ nổi bật hơn, vàng, đỏ, để tăng cái tính gọi là thể thao hơn cho cái sản phẩm này, đúng theo cái triết lý của nó. Là hướng tới một mẫu xe thể thao. Đúng rồi, mẫu xe thể thao. Và có một cái nó hơi tiếc một chút, đó là cái thiết kế của ghế. Nó không có gì gọi là thể thao ở đây cả, tại vì là cái tựa đầu vẫn là tựa đầu như bao cái xe khác, mà nó không có thiên hướng một chút gì đó là theo dạng ghế thể thao như các xe thể thao. Với cái không gian như thế này thì như chị My có thể thấy là cái cột A này, nó hơi lớn một chút. Thực sự là hơi lớn, và do là cái mang thiên hướng nó hơi coupe ấy, đầu xe thì chùi xuống, thấp xuống, thì dẫn đến là cái góc nghiêng của kính chắn gió ấy nó sẽ lớn, kèm theo là cái cột A này lớn nữa thì dẫn đến là cái điểm góc chết này nó hơi nhiều một xíu. Có một cái điểm nữa mà bản thân cá nhân Long cũng không ưng lắm ở trên con xe này, ngoài những cái mà chúng ta đã nói là rất là tốt rồi, thì có một cái không ưng nữa, đó là cái tính hoàn thiện của hệ thống các phím này, rồi nhựa này. Đấy, đây là đang dùng nhựa kết hợp với da. Nhựa kết da. Đấy. Rồi thì đây, những cái phím này chưa đủ cái độ kỹ về những cái chi tiết nhỏ như thế này. Rồi thì gương thì nếu mà về cảm quan, về vấn đề ngoại hình thì đẹp và rất là thời thượng, đó là khi mà hạ gương xuống cánh cửa chứ không đặt trên cột A. Nhưng mà nó có thể vì một cái là cái gương này nó rất là nhỏ. Ví dụ như Long ngồi ở đây thì nếu để mà mở ra như thế này rồi thì gần như là sẽ bị một cái khoảng dạ, nó hơi thấp một chút. Đúng rồi đấy, cảm giác là như vậy. Sạc không dây cho xe này, hốc để đồ này thì hơi nhỏ. Có một cái nữa nó là khá là hay và cá nhân Long khá là bất ngờ trên cái xe này, đó là vấn đề an toàn. Thì trong an toàn thì nó sẽ liên quan đến túi khí. Thì với cái xe này theo công bố của nhà sản xuất thì là 8 túi khí. Đúng rồi, 8 túi khí. Xe này thêm túi khí đầu gối nữa. Đúng rồi. Đó chính là cái mà khá nổi bật. Tại vì thực ra là với túi khí đầu gối thì không phải hãng xe nào cũng cung cấp. Và đặc biệt là túi khí đầu gối cho người lái, nó ngay phía trước này. Thì cái túi khí này nó khá là đặc thù. Tại vì thực ra là trong các trường hợp xảy ra tai nạn ấy, thì túi khí phía trên vô lăng sẽ cản phần thân trên, nhưng cái vùng co rụm của phía xe hoàn toàn có thể can thiệp vào trong này, hoặc là những cái linh kiện dưới này, nhựa như thế này hoàn toàn có thể va đập vào chân hoặc bị kẹt chân hay như thế nào đó, thì dưới này đã có túi khí thì nó sẽ an toàn hơn cho người lái rất là nhiều. Cái màn hình trung tâm này hướng về người lái. Đúng rồi, thì đây là một cái màn hình trung tâm 12.9 inch. Thì cái màn hình này nó sẽ bao gồm là vừa là màn hình điều khiển trung tâm luôn, rồi thì nó là một cái màn hình giải trí luôn. Tất cả các tính năng đều đúng sẽ rồi, tất cả tính năng này. Trên này. Cái trang bị là hệ thống nghe nó là 8 loa. Được trang bị trên bồn cánh cửa. Long nghĩ thì nó sẽ là đủ dùng.
cho cái nhu cầu cơ bản. Rồi thì như chị My có thể thấy ấy, thì trên màn hình này cái like tính năng ở dưới này này, nó có, chúng ta ở dưới này có điều hòa và chị My có nhìn thấy cái ghế không? Đó, thì với trong cái phần này ấy, thì mình sẽ có một cái khá là hay, đó là Mát ghế. Đúng là rồi, ghế. Là mát ghế lái và người hành khách phía trước. Trong xe thì còn có điều hòa hai vùng nữa. Đúng rồi. Có thể thấy là hàng ghế sau thì cũng khá là thoải mái. Đúng rồi, để chân, đúng rồi, chỗ để trông thì rất là rộng rồi, tại vì thực ra không gian nó lớn mà. Thì nhưng mà bây giờ Long xin phép là mời chị My lên hẳn trên này ngồi đi, để chị My có thể cảm nhận được xem cái ghế nó như thế nào. Mời chị. Rồi. Với cái xe VF7 này ấy, thì chỗ để chân thì siêu rộng rồi, tại vì không gian nó lớn mà. Nhưng mà có một cảm giác là ghế hơi ngắn vì là không nâng được hết, không nâng được hết đùi. Chiều dài của ghế không... Nó tức là ý của chị My là cái đệm ghế này này, đúng rồi, nó không đỡ được hết chân của chị, đúng không? Đúng rồi. Có thể là nếu mà ngồi lâu thì có thể sẽ mỏi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái đầu gối của chị đang bị dựng cao. Đúng. Dẫn đến là chân có thể bị mỏi khi đi một quãng đường dài. Và một cái nữa ấy, thì cái này ấy, nó dẫn đến từ đâu? Đó là liên quan đến hệ thống khung gầm của xe và cái hệ thống khay cell pin ở phía bên dưới này, này đặt ngay trên sàn xe ấy. Đúng rồi, làm như thế, đúng rồi. Thì lúc đấy chân của mình sẽ bị cao. Thì cái này lại một lần nữa nó sẽ liên quan đến cái vấn đề thiết kế về vấn đề nội thất, cái ghế sau, cái cấu trúc của cái ghế làm sao để nó đỡ được toàn bộ cái bắp chân, bắp đùi của mình ấy, để mà cũng như là độ ngả của ghế. Thì cái này sẽ liên quan đến thiết kế nhiều hơn. Có một cái nữa mà có khi là mọi người không để ý đâu, chị My có con nhỏ đúng không? Một điều nữa đúng. Nhưng rồi. Em phụ nữ khi có con nhỏ rất quan tâm đó, đó là Isofix. Isofix của ghế. Thì với xe này thì cũng giống như bao hãng khác là đều có Isofix. Thì cái này nó sẽ rất là, thứ nhất là tiện và cả hai là tính an toàn nó rất cao cho các bạn nhỏ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng lái thử xem như thế nào. Rồi thì chúng ta cùng trải nghiệm nó nhá chị My nhá. Thế nào? Long có thể thử cái khả năng tăng tốc của nó, tại vì thực ra xe điện thì khả năng tăng tốc rất là nhanh, đặc biệt là với moment xoắn là 500 ấy, thì xem nó như thế nào nhá. Theo công bố của nhà sản xuất thì công lên 100 là mất 5,4 giây đấy. Ok. Xe tăng tốc khá tốt và thực ra khá là phấn khích luôn, tại vì thực ra xe này thì được thiên hướng là từ ngoại thất đến nội thất thì đều là theo hướng thiên hướng thể thao rồi, thì cũng không thể nào nhầm được với cái cảm giác lái như thế này. Cảm giác là lưng dính vào ghế đấy. Đúng rồi. Với cái xe VinFast VF7 bản Hòa Long độc bản này thì có một cái mà Long cảm nhận được là nó hơi bị xô ngang một xíu khi mà chúng ta tăng tốc hoặc là chúng ta chạy trên đường cao tốc ấy. Thì cái này nó do cái hệ thống treo. Đúng rồi, treo trước của xe, đó là treo MacPherson, nó treo đòn thì nó sẽ bị như vậy. Thì nó sẽ hay bị như vậy. Cái nhược điểm của cái treo này thế, nhưng mà cái treo này thì khá là cơ bản nên là được rất là nhiều hãng sử dụng cho cổng trước. Phần kính quay đầu thế nào? Phần kính quay đầu thì khá là gọn. Trong xe không có cảm giác ồn. Đúng rồi, không có cảm giác ồn. Nhưng mà tiếng rội từ dưới đường lên thì cũng có chứ không phải là không có nha. Tốt. Có một cái mà Long cũng hơi tiếc trên cái bản này, đó là gì? Đó là cái hệ thống ADAS của xe. Mình cứ tạm gọi nó là một cái gói hỗ trợ lái đi. Gói hỗ trợ lái, đúng không? Thì thực ra là có hơn 20 tính năng. Nhưng mà hiện nay với bản này thì xe mới chỉ được có tích hợp vào khoảng 11 tính năng cơ bản thôi. Còn lại các tính năng kia thì bên phía nhà sản xuất có cam kết hoàn thiện đúng rồi, trong năm 2024 này luôn. Với cái bản này thì cảm giác từ đánh lái cho đến tất cả mọi thứ thì khá là chuẩn xác. Cái thứ hai nữa thì là vô lăng nhỏ thì chúng ta sẽ hơi mất thời gian một xíu để chúng ta làm quen, để chúng ta có thể kiểm soát được nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Huynh, một trong những người đầu tiên nhận chiếc xe VF7 Hỏa Long độc bản này. Xin chào anh Huynh ạ. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút cho khán giả là vì sao anh quyết định lựa chọn phiên bản VF7 Hỏa Long độc bản này? Vì sao mà chọn cái bản VF7 Hỏa Long? Thứ nhất là đầu tiên là cái bản VF7 của VinFast, nó là cái xe đẹp nhất của dòng nhà VinFast. Hơn nữa là VF7 Hỏa Long thì cái đẹp nó khác biệt.
Cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày anh nhận xe. Vậy sau một quá trình trải nghiệm xe gần 2 tháng như vậy thì anh đánh giá chiếc xe như thế nào ạ? Anh đã đi rất nhiều các loại xe, nhưng mà đến khi mà lên cái VF7 này thì anh thấy nó khác biệt. Đầu tiên nó đẹp rồi, nhưng mà thứ hai công suất, khi sử dụng nó có một cái công suất cùng một cái tầm tiền như thế so với các xe, thì cái VF7 nó có một công suất ít xe có đi. Thấy là một cái xe đi rất chắc chắn, êm. Nếu mà đã nó đi xe điện rồi, chuyển sang điện thì bây giờ mà chuyển sang xe xăng chắc là cũng khó. Cảm giác thích xe điện hơn. Anh có sử dụng chiếc xe này hàng ngày không anh? Có, thường ngày. Hầu như không ngày nào mà mình không sử dụng. Vậy mà từ lúc sử dụng đến giờ anh đánh giá như nào về cái chi phí để vận hành cái xe này so với cái xe xăng truyền thống? Nói chi phí thì nó rất tiết kiệm. Mình không nói là tiết kiệm nhiên liệu nữa, mà về tiền bạc thì nó chi phí rất ít. Nếu một cái xe như thế này, nếu chi phí thì như một cái xe máy. Nên vấn đề sạc thì sao ạ? Sạc thì khi mình đã yêu cái xe rồi, yêu xe rồi đấy, thì cái đi sạc tất nhiên nó phải có thời gian. Nhưng mà thời gian đấy mình chấp nhận được. Anh đã dùng cái xe này để đi đường dài bao giờ chưa? Anh đã đi rồi. Thường về quê cách Hà Nội này khoảng 150 cây. Và cũng đi du lịch quãng đường gần 300 cây một chiều. Thì nói chung là đi rất thuần tiện. Tức là mình sạc đầy pin xong mình lái đi, một mạch đấy ạ? Xong rồi đến khu nghỉ dưỡng, hoặc dọc đường nó có khu rừng nghỉ vài trăm cây, một vài trăm cây thì mình vào đấy mình nghỉ độ nửa tiếng sạc lại đi tiếp. Thế còn điểm mà chưa hài lòng nhất ạ? Chưa hài lòng thì cộng đồng nói nhiều đấy, vì do cái cột A. Cột A hơi to. To nhưng mà có thể điều chỉnh cái cái phun của kính này. Bây giờ có đang có giảm cái khoảng cách này đi thì cột A nữa rồi. Thì thứ hai là cái trụ gương này nó hơi thấp. Thấp một chút. Cái gương này nó có thể lên cao được một chút, một tí này. Đấy. Rồi ghế ngồi thì người thì cho là ngắn. Nhưng cái mà ghế sau em cảm giác là hơi ngắn một tí. Hơi ngắn nhưng mà nhưng mà thôi, có thể phù hợp với người này mà không phù hợp với người kia. Đấy. Nhưng mà xét về tổng thể anh hài lòng với cái xe đúng không ạ? Như vậy là chúng ta vừa khám phá xong VF7 Hòa Long độc bản. Tổng thể thì đây là một chiếc xe khá thoải mái, rộng rãi và tiện lợi. Công suất thì là dẫn động 2 cầu toàn thời gian, tăng tốc khá tốt. Vâng, tại vì chúng ta biết được tăng tốc khá tốt, tại vì thứ nhất là chúng ta đã vừa trải nghiệm qua cái quá trình mà chúng ta lái thử nó rồi. Thì với hai động cơ 349 mã lực, mô men xoắn là 500 ấy, thì chúng ta cái vận hành của nó cũng như là cái hiệu suất của nó thì sẽ khá là tốt so với cả cái level của nó trong cái phân khúc của nó sẽ hoạt động khá là ổn. Thì với cái xe này thì theo như những cái mà về cái ưu nhược điểm của nó đi, thì chúng ta nói về cái ưu điểm của nó thì đây là do là xe điện cũng như được Vin phát triển thì thường là được tích hợp khá là nhiều các tính năng, và theo như trong thông số kỹ thuật thì cũng khá là nhiều, trong đó có cả ADAP. Mặc dù là cái phần ADAP này nó mới chỉ có 11 cái tính năng cơ bản thôi, còn các tính năng còn lại thì sẽ dần dần hoàn thiện hơn và sẽ được cập nhật trong năm 2024. Thì và có một cái điểm cần cải thiện cho không chỉ xe của VinFast nói chung mà phần nói chung cái xe điện nói chung đi, không chỉ là do VinFast nữa, mà đó là để mà xe điện phát triển được ở thị trường Việt Nam nó cần hai yếu tố. Một đó là cơ sở hạ tầng, hai đó là phần mềm điều khiển. Thì với VinFast thì với hệ thống chạm sạc ấy có trên 63 tỉnh thành đó thì hoàn toàn đã có thể đáp ứng được về vấn đề cơ sở hạ tầng rồi. Nhưng còn một cái phần nữa mà chúng ta có thể thấy là rất nhiều các bản khác của VinFast đều đang gặp lỗi, hoặc có thể đang trong quá trình fix lỗi lại, thì đó là liên quan đến vấn đề còn lại, đó là phần mềm điều khiển. Thì cũng mong là VinFast trong thời gian tới cũng như là ra các sản phẩm mới hơn, cũng như là có thể là tối ưu hơn về vấn đề phần mềm này, tại vì đây chính là cái hồn của một sản phẩm xe điện. Và như vậy, với tất cả những điều vừa rồi thì chúng tôi Hà Nội Review đánh giá cho chiếc xe VF7 Hòa Long độc bản này 3,5 trên 5 sao. Không một hãng xe nào có thể khẳng định mình sẽ làm ra một chiếc xe hoàn hảo. VinFast cũng là một thương hiệu còn non trẻ của Việt Nam. Vì thế người dùng hãy cùng ủng hộ sát cánh với thương hiệu này để giấc mơ xe Việt của người Việt sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Và đến đây thì chương trình Hà Nội Review cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi sẽ cùng khám phá những rất nhiều điều mới mẻ trong những chương trình tiếp theo nữa. Đừng quên theo dõi chúng tôi trên những nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On cũng như website hanoionline.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.